ông ghi rõ thêm là ông xử cung trong cái với lại thai nghén thai kỳ đó. Thế nhưng mà theo tôi thì các bạn là Y4 và các bạn cũng học môn lý thuyết sản là năm nay là năm đầu tiên đúng không ạ? Alo. Dạ vâng ạ. Do vậy cho nên là chúng ta phải nắm được cái lý thuyết của cung não, sau đấy thì chúng ta sẽ phát triển trên cái nền đó với lại thai kỳ. Thế để hiểu được u xơ tử cung thì chúng ta sẽ phải đi vào từng phần một nhé. Trước tiên là phần đại cương thì chúng ta nói về định nghĩa. U xơ tử cung là một khối u lành tính có nguồn gốc của từ cơ trơn của tử cung. Hiện nay thì cái danh từ tên mới ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ gọi đích xác là u xơ cơ tử cung leiomyoma nhé, và được viết tắt là UXCTC. Thế thì nói như vậy thì có nghĩa là các bạn sẽ còn có các cái bệnh lý khác liên quan đến u xơ tử cung, thì các bạn sẽ thấy rằng người ta sẽ còn nói là đến bệnh tuyến cơ tử cung đấy, và các cái lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung. Thế ở đây ý, thì chúng ta sẽ nói đến cái bệnh chính chính là u xơ cơ tử cung, mà ngày trước người ta chỉ nói đơn thuần là u xơ tử cung thôi. Và các cái trường hợp u xơ tử cung này thì phần lớn là lành tính, cái tiến triển của nó thường chậm qua nhiều năm và nó ít có các cái triệu chứng rõ ràng đấy, và cái tỷ lệ thoái hóa ác tính của nó thì cũng rất là thấp, từ 0,16 trên 0,28%. Triệu chứng thường được xuất hiện quanh cái tuổi mãn kinh, và khi bạn nhìn thấy rằng là người ta thấy có những cái khối u phát triển to rất là nhanh, rồi có các cái triệu chứng lâm sàng xuất huyết nhiều mà trước đây không hề có các cái triệu chứng xuất huyết đó, thì các bạn phải nghĩ đến cái tính chất thoái hóa ác tính của khối u. Các bạn có nghe kịp không ạ? Có ạ. Okay. Về dịch tễ học thì người ta nhận thấy rằng là gì ạ? Cái số lượng mà người phụ nữ có mang trên mình một ít nhất một nhân sơ tử cung rất là nhiều, và phần lớn thì nó sẽ không có cái triệu chứng gì cả, và không thấy các cái u sơ tử cung này trước tuổi dậy thì, và sau mãn kinh thì rất hiếm khi thấy u sơ tử cung phát triển, rất rất hiếm. Cơ chế bệnh sinh thì người ta chưa được rõ, và cái giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất hiện nay đấy là do các cái cơ trơn của u xơ tử cung có nguồn gốc từ hệ thống tế bào cơ tử cung, và nó có thể liên quan đến một vài đột biến và tái cấu trúc gen, do vậy thì nó sẽ gây nên các cái tình trạng là u xơ cơ tử cung. U xơ tử cung này phụ thuộc vào hormone sinh dục, có thể phụ thuộc vào estrogen này, progesterone này, là các cái hormone hướng sinh dục của người nữ, thậm chí là testosterone. Và người ta thấy rằng là những cái người phụ nữ mà có khối u này thì thường có tình trạng thừa estrogen, và estrogen thì tác động thông qua cụ thể L alpha receptor alpha tạo ra cái progesterone receptor, và cái progesterone receptor này nó sẽ đóng vai trò cốt lõi trong phát triển của sơ tử cung. Cái này thì nó hơi khó với các bạn, chúng ta nói qua một chút để chúng ta biết thôi. Ngoài ra, cho slide to lên được không ạ? Cho slide to à? Ok. Chờ tôi chút nhé. Được chưa ạ? Các bạn nhìn rõ hơn chưa ạ? Rồi quá. À, người ta thì thấy rằng là có cái mối liên hệ giữa các cái yếu tố. Xin lỗi các bạn là nếu tôi cho slide hết màn hình thì tôi lại không nhìn thấy hết của tôi. Tôi không nhìn thấy hết chữ của tôi. Ok. Các bạn chờ chút nha. Người ta sẽ có một cái bảng đánh giá cái mối liên hệ giữa các cái yếu tố nguy cơ, và người ta lý giải các cái tình trạng này. Ví dụ như là đánh giá liên quan đến mãn kinh này, dậy thì sớm này, béo phì, thai nghén, rồi có dùng viên thuốc tránh thai, hay là có tình trạng hút thuốc lá, rồi là có những chủng tộc, hoặc là trong gia đình có người thân mắc ung thư cung vân vân, thì nó sẽ cùng với các yếu tố đó thì người ta sẽ thấy rằng các cái ảnh hưởng liên quan liên đới đến ung thư cung vân vân, mãn kinh thì sẽ làm giảm ảnh hưởng, estrogen cho nên là gì ạ? Tình trạng tử cung sẽ giảm, hay là gì ạ? Dậy thì sớm thì nó sẽ làm tăng cái ảnh hưởng lên cái tổn thương u xơ tử cung, bởi vì nó tăng sự năng tiếp xúc với lại cái hormone
và những cái tỷ lệ mà ảnh hưởng đến thai kỳ này thì chỉ 10%, tức là cứ 10 người phụ nữ thì sẽ có một người có cái mức độ ảnh hưởng đối với lại cái tức là u sơ tử cung ảnh hưởng đến thai kỳ ngược lại. Bây giờ chúng ta nói đến phân loại ạ. Thì phân loại u sơ tử cung thì có rất nhiều vị trí đã gọi là u sơ, và đặc biệt gọi là chính xác là u sơ cơ tử cung thì nó sẽ nằm trong cơ tử cung, nhưng mà nó có thể nằm ở các vị trí khác nhau của tử cung, ví dụ như là ở thân tử cung chiếm phần lớn đến 96%, nó có thể là ở cổ tử cung chiếm 3%, ở eo tử cung chiếm 1%, và người ta cũng đánh giá cái vị trí của nó sau cái thành tử cung như thế này. Các bạn thấy rồi, thành tử cung nó là cái lớp cơ tử cung ở trước và sau của mình, thì và quanh xung quanh cái buồng niêm mạc cung của chính là cái thành cơ tử cung, thì người ta thấy rằng là có thể có u sơ dưới thanh mạc, có thể có cuống u sơ kẽ nằm trong bề dày lớp cơ, u sơ dưới niêm mạc phải nổi lên trong cái buồng tử cung, tức là nổi vô lên là cái buồng niêm mạc tử cung, và đôi khi có cuống thì gọi là dạng polyp sơ. Đó, thế thì chúng tôi khuyến cáo các bạn là hiện tại thì trên thế giới phần lớn người sẽ phân loại theo FIGO 2011, thì người ta sẽ phân loại xem là các cái vị trí này từ 0 đến 8 đấy, để mà xem rằng là nó liên đới với lại niêm mạc cũng như thế nào, nó liên quan với thành cơ tử cung ra sao, liên quan đến thanh mạc, tức là cái khúc mạc phủ ngoài cơ tử cung như thế nào. Và người ta đánh số thì ví dụ như là người ta sẽ nói là L0 tức là u sơ tử cung có cuống, L1 là gì ạ? L0 đây, các bạn nhìn thấy ở trên màn hình ạ, L0 tức là u sơ tử cung có cuống và nó sẽ nằm trọn vẹn trong buồng niêm mạc tử cung. Đấy, và sẽ thấy nó có cuống như này ở vị trí không này. Thế L1 là gì ạ? Nó có thể là gì ạ? Một phần nó nằm trong cái lớp cơ tử cung của nó đội cái thành bờ niêm mạc buồng tử cung lên. Và nếu mà nó nhỏ hơn bằng 50% trong cơ thì người ta đánh giá đấy là gì ạ? L1. Thế và nếu mà L2 thì có nghĩa là gì ạ? Cái mức độ của cái khối u sơ tử cung này này nó lấn vào trong lớp cơ là trên 50%. Thế thì L3 thì như thế nào? L3 đây, vị trí L3 đây, tiếp xúc, có tiếp xúc với nội mạc tử cung, nhưng mà thì lúc này đã gần như là nằm trong cơ tử cung rồi. Đấy, 100% là trong cơ tử cung rồi. Và L4 là gì ạ? Hoàn toàn trong cơ tử cung, không có tiếp xúc với niêm mạc tử cung. L5 là gì ạ? L5 là gì ạ? Nằm ở trong gì ạ? Trong lớp cơ tử cung và bắt đầu gì ạ? Chạm vào cái thanh mạc. Đấy, thì có đến cái khối u sơ này thì đến trên 50% nằm trong cơ tử cung. Còn L6 thì gì ạ? Ngược lại là gì ạ? Nó đẩy lôi cái thanh mạc ra ngoài này và nó chỉ còn có dưới 50% cái khối lượng của u sơ này nó nằm trong cơ tử cung thôi. L7 là gì ạ? Là u sơ tử cung dưới thanh mạc có cái cuống này. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là L0 thì nó nằm trọn vẹn trong buồng tử cung có cuống. Đấy, dưới niêm mạc. Còn L7 thì là gì ạ? Nằm trọn vẹn ngoài gì ạ? Buồng tử cung, ngoài cơ tử cung và cũng có cuống ở ngoài thanh mạc. Và một số cái trường hợp vị trí đặc biệt khác, ví dụ như là nó có thể nằm ở cổ tử cung. Đó, thì người ta gọi là L8. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta nói kỹ hơn một chút là các cái khối u sơ tử cung hay là u sơ cơ tử cung này là ở những cái vị trí L0 cho đến L2 thì thường gây các triệu chứng xuất huyết tử cung bất thường. Và chính vì vậy thì khi chúng ta nói u sơ tử cung với thai nghén, ta có thể thấy rằng nó có thể là nguyên nhân của vô sinh và sảy thai và cần được điều trị bằng phương pháp nội soi buồng tử cung để giải quyết các khối u. Ở vị trí L3 cũng có thể gây triệu chứng xuất huyết tử cung bất thường hoặc không. Điều trị thường được ưu tiên dùng thuốc để làm giảm kích thước khối u trước khi mang thai. Vị trí từ L4 cho đến L8 thì thường không gây xuất huyết tử cung bất thường và được điều trị khi kích thước to hoặc là khối u gây chèn ép và có thể là chèn ép với các cái triệu chứng của tiết niệu, ý tiểu, thận ứ nước hoặc là chèn ép với hệ tiêu hóa gây táo bón. Đấy, cũng có thể là gì ạ? Có thể là các bạn sẽ thấy rằng là có thể điều trị nội khoa và cũng có thể là điều trị phẫu thuật bóc nguyên sơ tử cung để bảo tồn tử cung.
chờ một chút nha. Các bạn nghe có rõ không ạ? Có. Màn hình này các bạn đã nhìn thấy được chưa ạ? Đây là hơi nhỏ ạ. Rồi ạ. Đây thì đây là một cái hình ảnh đại thể, có nghĩa là khi chúng ta mổ cắt tử cung thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là một cái tử cung có rất nhiều các loại nhân xơ. Đấy, nó có thể nằm trọn vẹn ở trong lớp cơ tử cung, thậm chí là chạm vào mồ tử cung. Rồi là gì ạ? Những cái nhân xơ to nhỏ khác nhau, rồi những cái nhân xơ đổi đẩy lồi cái thanh mạc lên. Đấy. Đấy, rồi là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là nó gần chạm đến cả gì ạ? Cổ tử cung. Thì các bạn hình dung rằng là đây chính là những cái khối u xơ tử cung. Những cái khối to ấy thì trên lâm sàng sẽ gọi là u xơ tử cung. Thế còn những cái khối nhỏ như này gọi là nhân xơ tử cung. Thì đấy là cái cách nói ở trên lâm sàng. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, người ta sẽ làm cái vi thể để đánh giá xem là cái hình ảnh cái sợi cơ này như thế nào, cái khối u này ra làm sao. Và người ta sẽ chẩn đoán dựa trên cái gì? Chúng ta sang cái mục chẩn đoán. Khi chúng ta nhìn thấy phân loại xong rồi thì chúng ta sẽ phải xác định chẩn đoán như thế nào. Chúng ta sẽ có chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt. Đối với chẩn đoán xác định thì đương nhiên là các bạn sẽ thấy rằng bao giờ trên lâm sàng chúng ta cũng phải dựa trên các triệu chứng cơ năng, triệu chứng lâm sàng và triệu chứng cận lâm sàng. Hầu hết thì thường là gì ạ? Không có triệu chứng và được chẩn đoán tình cờ khi khám phụ khoa và siêu âm vùng chậu. Còn số còn lại thì có thể có các cái triệu chứng rõ nét như là gì ạ? Người ta đến khám vì xuất huyết tử cung bất thường, rong kinh, rong huyết, cường kinh, băng kinh, vân vân. Rồi là gì ạ? Các cái triệu chứng chèn ép gây đau vùng chậu, gây bí tiểu, gây táo bón, rồi là gì? Các triệu chứng thiếu máu do xuất huyết tử cung bất thường liên tục và kéo dài, vân vân. Thì cái triệu chứng đầu tiên là chúng ta nói đến các triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng cơ năng thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Triệu chứng xuất huyết tử cung bất thường chiếm phần lớn trong số các cái triệu chứng mà khiến người bệnh phải đi khám, như là chúng ta vừa nói, chiếm đến 60% rong kinh, cường kinh, băng kinh. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng đây là một cái sơ đồ mà nếu mà bình thường không có cái u sơ thì cái lớp cơ với mạch máu chạy như thế này. Đấy, đây là một cái lát cắt qua đáy tử cung, các bạn nhìn ở vị trí này. Và nếu mà có các cái u sơ đây, nó cứ xâm lấn, nó đầy đè đẩy vào các cái thành mạch vân 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 vân, và nó gây các cái rối loạn các cái vận hành huyết học. Đấy, làm cho gì ạ? Chèn ép hoặc là đứt các cái mạch máu vân vân, là rất là nhiều các cái cơ chế để làm cho gia tăng triệu chứng xuất huyết, đa kinh, cường kinh vân vân. Tiếp theo thì cái triệu chứng cơ năng thứ hai các bạn sẽ thấy là triệu chứng do sự chèn ép của khối u, cũng là những cái triệu chứng mà khiến cho người bệnh phải đi khám, và những cái triệu chứng này thường là gây đau hoặc căng tức cơ vùng hạ vị. Thì nếu mà chèn ép lên bàng quang, các bạn sẽ thấy là phổ biến, bởi vì bàng quang ngay phía trước tử cung. Đôi khi nó sẽ chèn ép lên niệu quản thì rất là nguy hiểm, mình nó sẽ gây ra bí tiểu cấp, nhưng mà nó hiếm gặp hơn. Và nó cũng có thể chèn ép lên trực tràng nếu khối u phát triển về phía sau. Đó, về phía sau, tức là phía sau liên đới với tử cung chính là trực tràng. Ngoài ra thì nó to lên về phía đáy vân vân, hoặc hai bên phát triển lên phía trên thì nó có thể liên ruột. Thậm chí có những khối u rất rất to, như là cái người phụ nữ mà có thai 4-5 tháng, thậm chí 6-7 tháng thì nó sẽ đè ép lên cả dạ dày. Và một cái trường hợp đặc biệt nữa là nó có thể chèn ép lên cái động tĩnh mạch ở vùng hạ vị, đặc biệt là lên tĩnh mạch chủ dưới, làm cho giảm cái lượng máu trở về tim và gây phù và gây các nguy cơ là huyết khối tĩnh mạch. Mà huyết khối tĩnh mạch thì có thể gây thuyên tắc phổi, có thể gây tử vong. Một nhóm các cái triệu chứng khác đấy là gì ạ? Ngoài cái chèn ép do cái đau căng tức do chèn ép thì có thể là đau căng tức vùng chậu, do một là thoái hóa cái khối u cũng gây đau, rồi là gây xoắn những cái u xơ tử cung có cuống, đặc biệt là những cái u xơ tử cung có cuống mà dưới thanh mạc đấy, vị trí L7 đấy, hoặc là do gì ạ, nó thay đổi các cái vị trí, ví dụ như là chúng ta thấy là gì ạ, nó có quá nhiều khối u tử cung thì các cái dây chằng nó không chắc chắn và nó thay đổi sau khi mà người ta sinh nở nhiều chẳng hạn như vậy, thì là gì ạ, nó bị nôm na, nó bị giãn cái dây chằng như vậy, thì nó cũng có thể gây gì ạ, làm cho cái cấu trúc của tử cung nó không được cố định tốt, và nó sẽ gọi là di động rất là nhiều trong cái vùng hạ vị,
trong hố trọng và làm cho bệnh nhân cảm thấy đau tức cái vùng hạ vị, vùng hố trọng. Ngoài ra thì nó còn gây thêm những cái triệu chứng ví dụ như là thống kinh hay là giao hợp đau. Thống kinh thì thường là gì ạ? Nó nằm trong các cái lớp cơ tử cung và nó có phối kết hợp với cái loại bệnh gọi là bệnh cơ tuyến, bệnh tuyến cơ tử cung. Nó sẽ làm cho người ta rất đau khi mà hành kinh, gọi là thống kinh, hoặc là khi mà người ta giao hợp, khi sinh hoạt tình dục người ta cũng bị đau. Và cuối cùng thì nó có thể là một cái nhóm triệu chứng là tác động đến sinh sản, ví dụ như là vô sinh hoặc sảy thai liên tiếp, khiến cho người bệnh đi khám và phát hiện ra các u sơ này. Bây giờ thông qua các triệu chứng cơ năng thì chúng ta sẽ hướng tới là có phải là u sơ tử cung hay không, và chúng ta sẽ phải thăm khám thực thể. Thì thăm khám thực thể thì đối với nhìn cái vùng bụng hạ vị thì các bạn thấy rằng là chỉ những cái khối u rất là to đẩy lồi cái thành bụng dưới lên thì các bạn có thể nhìn thấy khối u, nghi ngờ rằng là có khối u hạ vị. Trong đấy thì các khối u hạ vị thì sẽ có các cái nhóm u sơ tử cung, ngoài ra có thể là u trứng hoặc các cái khối u của mặt treo vân vân, khối u ngoại khoa. Thế và khi mà chúng ta tiến hành sờ nắn thì chúng ta có thể sờ thấy khối u đó. Chúng ta thăm khám mỏ vịt để đánh giá sơ bộ xem là liệu là cổ tử cung có vấn đề gì bất thường không, hoặc các cái thành âm đạo, thành trực tràng phối kết hợp bệnh lý như thế nào. Bởi vì là trong một số trường hợp những cái khối u ở cổ tử cung hoặc là gì ạ, ở cái đoạn eo thấp mà nó quá to ấy, thì nó sẽ gây làm lệch trục cổ tử cung đi, và khi mà các bạn thăm khám mỏ vịt thì rất là khó quan sát cổ tử cung. Vâng vâng. Rồi các bạn thăm khám âm đạo thì chúng ta sẽ khám tay kết hợp với nắm bụng, khám hai tay thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Khối u liên quan với tử cung đấy, chúng ta đánh giá là cái mật độ tử cung như thế nào, có chắc hay không chắc, nó có biến dạng hay không, nó có cái khối ở thành trước hay thành sau hay thành bên hay ở đáy hay không. Tử cung thì to bình thường và các cái khối u liên quan tử cung này khi chúng ta di động tử cung thì nó sẽ di động cùng với tử cung và nó có mật độ rất là chắc, ấn thì tức. Đấy, và chúng ta cũng qua cái thăm khám này để mà phân biệt được với các cái khối u buồng trứng nó nằm ở hai bên phần phụ và thường là nó di động không cùng với tử cung trừ phi nó dính. Rồi chúng ta cũng có thể là sẽ thăm khám trực tràng bằng là tay trong âm đạo và tay trong trực tràng, hai tay phối hợp để xác định là sẽ cái khối u ở thành sau hoặc khối u vùng cổ tử cung, hoặc là chúng ta chẩn đoán phân biệt với các khối u của mạc treo hoặc là khối u ngoại khoa, không phải kể cả khối u trứng, không phải là khối u sơ tử cung. Thì đấy là các cái triệu chứng thực thể. Tuy nhiên là gì ạ? Thăm khám thực thể cũng yêu cầu các bạn là có nhiều kinh nghiệm, vì những cái nhân sơ nhỏ nhỏ nếu mà chúng ta không biết cách thì chúng ta cũng khó mà phát hiện ra, chúng ta chỉ biết rằng là hình như là tử cung nó có to hơn bình thường một chút mà thôi. Và đối với u sơ tử cung thì người ta thấy rằng gì ạ? Cái triệu chứng vàng mà để chúng ta đánh giá, chúng ta phát hiện, chúng ta chẩn đoán được u sơ tử cung đấy là sử dụng cận lâm sàng. Và bây giờ một trong những cái phương pháp cận lâm sàng mà được thường được sử dụng nhất, dễ dàng sử dụng, phổ biến đấy, bởi vì là các cái tuyến, thậm chí đến tuyến huyện giờ cũng có máy siêu âm, thì là người ta sẽ sử dụng siêu âm để mà xác định cho mình tử cung có khối u sơ hay không. Và chúng ta có hai cái đường để mà chúng ta đánh giá, đấy là đường âm đạo và đường bụng. Và đối với phụ khoa thì người ta ưa thích cái sử dụng siêu âm đường âm đạo, bởi vì chúng ta đánh giá trực tiếp được tử cung như thế nào. Đấy, chúng ta đánh giá trực tiếp được thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Thấy khối u giới hạn rõ, đấy, hình cầu, có thể gì ạ? Có dấu hiệu canxi hóa, và trên siêu âm Doppler thì có thể thấy những phân bổ mạch máu viền quanh tổn thương hoặc có cuốn mạch đi vào nuôi cái khối u đấy. Lát nữa chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn trên cái hình siêu âm. Thế còn siêu âm đường bụng thì người ta sẽ thường sử dụng khi mà người ta thấy là gì ạ? Khối tử cung hoặc là khối u sơ tử cung to quá, đánh giá bằng đường đo âm đạo nhiều khi không thể đo được hết, thì chúng ta sẽ gì ạ? Đánh giá tổng quát vùng chậu xem là gì ạ? Toàn bộ vùng chậu đấy nó có khối u gì bất thường hay không, có khối gì đặc biệt hay không, hay là chỉ có tử cung thôi cùng với các cái u sơ của nó. Chúng ta sẽ đếm được cái số lượng của khối u, quan sát xem là khối u có lớn hay là bé để mà đánh giá kích thước của khối u. Đôi khi gì ạ? Chúng ta siêu âm đường bụng chúng ta còn giúp đánh giá được các cái biến chứng chèn ép các cái tạng lân cận trong ổ bụng, ví dụ như là niệu quản bằng quang trực tràng, thấy là gì ạ? Niệu quản giãn này, rồi là bàng quang thì u đọng này,
hoặc là gì nước ở bệnh thận này vân vân nhá. Nhưng mà những cái siêu âm đường bụng này thì cũng đòi hỏi những cái nhà siêu âm không chỉ là nhà siêu phụ khoa quan sát các cái tình trạng khoa thông thường, mà chúng ta phải đánh giá được các tình trạng khác trong ổ bụng. Ngoài ra thì người ta sẽ sử dụng là gì siêu âm Doppler. Siêu âm Doppler như là chúng tôi vừa mới nhắc ở trên thì để quan sát phân mạch máu trong ung thư tử cung, và nó sẽ giúp các bạn chẩn đoán phân biệt với cái dạng phân bố xuyên tổn thương trong bệnh tuyến cơ tử cung adenomyosis. Đây chúng ta đang nói là leiomyosis, còn cái bệnh tuyến cơ tử cung là adenomyosis, tức là gì ạ? Nó cũng làm cái dạng là bệnh của cơ tử cung nhé, tuyến cơ tử cung, nhưng mà là dạng cái tổn thương nó lan tỏa không rõ ràng như là một cái khối u sơ tử cung, dạng u sơ cơ tử cung đấy. Cho nên là gì ạ? Mạch máu để mà nuôi cái u sơ tử cung thì nó sẽ vòng theo cái viền của cái khối u sơ tử cung tròn, thường là tròn hoặc là bầu dục đấy. Thế nhưng mà đối với bệnh tuyến cơ tử cung thì nó không rõ ràng cái khối nó lan tỏa trong cái lớp cơ tử cung, và các cái mạch máu thì nó đâm xuyên ở trong đó đấy. Cho nên là để người ta đánh giá, người ta có thể phân biệt được rằng là đây là u sơ cơ tử cung hay là bệnh tuyến cơ tử cung. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các cái chụp CT scanner tử cung hoặc là chụp MRI tử cung để mà quan sát được cơ cung và các tạng lân cận trong ổ bụng đấy, giúp chẩn đoán phân biệt. Đặc biệt là MRI là quan sát tổ chức phần mềm rất là tốt, thì nó sẽ giúp chẩn đoán phân biệt bệnh u sơ cơ tử cung và bệnh tuyến cơ tử cung, hay là nó có phối hợp cả hai cái bệnh lý này trên cùng cái tử cung hay không. Ở trên lâm sàng thì người ta còn sử dụng cái phương pháp là siêu bơm nước vùng tử cung như một phương pháp cận lâm sàng để chỉ định trong các cái chẩn đoán u sơ tử cung dưới niêm mạc, tức là phân loại từ L0 cho đến L2 theo FIGO mà lúc nãy chúng ta đã nói tới. Đây là một số các cái hình ảnh siêu âm mà các bạn nhìn thấy nhá. Thì ví dụ như là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Tử cung đây, các bạn sẽ thấy có một cái khối u sơ tử cung có cái điểm canxi hóa ở đây như này. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy đây là đình tử cung và có cái đường niêm mạc đây. Đấy, là buồng niêm mạc tử cung và có cái u sơ tử cung nó nằm trọn vẹn trong lớp cơ tử cung cách xa cái đường niêm mạc này và gần như là chạm vào cái thanh mạc, nhưng mà có vẻ như là chưa đẩy đồi thành thanh mạc lên. Rồi là đây, các bạn nhìn thấy rằng là gì ạ? Đây cũng là một cái hình tử cung và chúng ta nhìn thấy rằng là đây là cái buồng niêm mạc tử cung, và thành trước thì có một cái dạng công tử nhân sơ âm vang khác cơ tử cung và nó nằm trọn vẹn trong lớp cơ tử cung như này. Đây nữa, các bạn nhìn thấy rằng là gì ạ? Đây là toàn bộ tử cung nhân này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy một cái đường niêm mạc tử cung đây. Và chúng ta có thể nhìn thấy các cái khối u sơ tử cung mà u sơ này cũng nằm trong gì ạ? Nằm trong lớp cơ tử cung nhưng lại gì ạ? Chạm vào cái đường niêm mạc tử cung này. Đấy, để các bạn có thể đánh giá là L mấy nhá, theo FIGO. Giờ là đây nữa ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng là gì ạ? Nó có những cái u sơ cung có khối. Đây là cái hình, đây là hình tử cung này, có đường niêm mạc này và nó có hẳn một khối này, có một khối như này bắt ra bên ngoài. Và những cái trường hợp như này thì phải hết sức cẩn thận, chúng ta có thể là nhầm với lại hình ảnh của buồng trứng. Đây, ví dụ đây là gì ạ? Đây là hình ảnh cơ tử cung đây, và các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Chúng ta có một khối u sơ và nó rất rõ ràng vì nó có cái viền canxi hóa như này. Đây nữa, đây là một trường hợp của u sơ tử cung nó thoái hóa đấy, hoặc là hoại tử, thì nó có cái dạng là gì ạ? Âm vang hỗn hợp là ngoài đặc và trong thì nó gì ạ? Có dịch như này. Đây là một trường hợp nữa là gì ạ? Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng cái buồng niêm mạc của cung nó đây, các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Có cái nhân sơ đằng trước như này. Và đây là một cái mà chúng ta nói đến lúc nãy là siêu âm Doppler để đánh giá trong phân biệt với lại gì ạ? Bệnh tuyến cơ tử cung với lại bệnh u sơ cung. Đây là cái trường hợp u sơ cơ tử cung, bạn nhìn thấy cái khối tròn như này và mạch máu phân bổ nó đi theo cái viền của khối u như này, trong khi gì ạ? Đây là một cái gì ạ? Cả cái tử cung này nó rất là to đấy, và người ta thấy rằng là người ta sợ khối u, nhưng mà thực chất là khi người ta phổ cái Doppler mạch vào đây thì chúng ta thấy rằng là các cái mạch máu nó đâm xuyên hết qua lớp cơ này. À, được chưa? Và nhắc lại một chút xíu nữa với các bạn rằng là gì ạ? Cái siêu bơm nước bổn cung để chúng ta nói đến thì nó có giá trị phân loại FIGO từ L0 cho đến L2 và thường là có giá trị trong những trường hợp vô sinh. Còn soi một cái biện pháp cận lâm sàng nữa, thực ra nó là soi buồng tử cung thì nó có thể là kết thúc cận lâm sàng nhưng cũng có thể là một cái để điều trị. Đấy, cho nên người ta sẽ chỉ định và điều trị cái u sơ dưới niêm mạc thì người ta sẽ sử dụng soi buồng tử cung để chẩn đoán và sau đấy thì để điều trị luôn.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chẩn đoán là chẩn đoán phân biệt. Và khi mà chúng ta dựa trên cái chẩn đoán xác định là các cái triệu chứng cơ năng, thăm khám thực thể và cận lâm sàng, đặc biệt là siêu âm và các biện pháp hỗ trợ như chúng ta nói ở trên, thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh lý gì. Chẩn đoán phân biệt với lại cái tình trạng có thai thì các bạn hoàn toàn có thể là gì ạ? Có thể là làm xét nghiệm beta HCG và cùng với đó là siêu âm để xem có túi thai hay không trong buồng tử cung hoặc là thai ngoài buồng tử cung. Thế nhưng mà trong sử cung thì không có beta HCG dương tính, còn đây thì có thể dương tính và có một số lượng liệu nhất định khi mà chúng ta làm cái test xét nghiệm này. Thứ hai là các bệnh lý polyp nội mạc tử cung. Đấy, polyp nội mạc tử cung các bạn chú ý một chút là gì ạ? Nó là các trường hợp u xơ tử cung dưới niêm mạc. Thì chúng ta phải phân biệt với lại gì ạ? Polyp nội mạc tử cung tức là các trường hợp mà L0 đấy ạ, đặc biệt là L0. Vì sao? Bởi vì là gì ạ? Có những cái nội mạc tử cung nó cũng tạo thành các cái khối polyp, nhưng nó lại khi mà chúng ta làm giải phẫu bệnh thì nó không phải là tổ chức tế bào cơ tử cung. Đấy, nó là khối u của niêm mạc tử cung, là niêm mạc tuyến. Đấy. Còn cái u xơ tử cung dưới niêm mạc thì lại là giải phẫu bệnh thì ra lại là tế bào cơ tử cung cơ, chứ không phải tế bào của tuyến nội mạc tử cung. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta có thể nhầm và rất là dễ nhầm. Tiếp theo là gì ạ? Phân biệt với các khối u buồng trứng như chúng ta nói ở trên, thì nhất là trong những trường hợp u xơ tử cung dưới thanh mạc có cuống. Nhưng mà khi chúng ta thăm khám hay là chúng ta gì ạ, làm các xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy nó biệt lập với tử cung, và chúng ta chụp buồng tử cung hay là chụp tử cung hồi trứng hay là kèm siêu âm thì chúng ta thấy rằng là gì ạ, cái khối u này nó không có hề có liên đới gì với lại cả cái khối tử cung, mà cái khối u buồng trứng này là biệt lập ra bên ngoài. Rồi là gì ạ, các cái trường hợp mà gì ạ, bệnh tuyến cơ tử cung hoặc là đặc biệt là gì ạ, lạc nội mạc tử cung trong cơ đấy, hoặc là gì ạ, các cái bệnh mà sắc côm tử cung tức là ung thư cơ tử cung, thì chúng ta để ý rằng là thực ra sắc côm tử cung thì nó cũng là một cái dạng nó có thể phát triển từ những cái u sơ tử cung có thoái hóa ác tính. Thế nhưng mà gì ạ, chúng ta phải chú ý một chút rằng là gì, nếu như mà chúng ta thấy có nguy cơ là ung thư thì chúng ta phải cực kỳ là cẩn trọng, bởi vì là bệnh u sơ tử cung thì nó là lành tính, nhưng một khi nó thoái hóa ác tính đấy thì nó sẽ là một cái bệnh ung thư và chúng ta phải điều trị tích cực. Thì cái bệnh lý này thì thường là chúng ta phải dựa trên giải phẫu bệnh, bởi vì là dựa chúng ta mổ ra rồi chúng ta gửi giải phẫu bệnh chúng ta mới đánh giá được có đúng là có ung thư của cơ tử cung hay không. Chứ còn ở trên triệu chứng lâm sàng rất nghèo nàn, không đặc hiệu, và chúng ta chỉ có thể lưu ý hơn ở một chút là gì ạ, ở những cái phụ nữ có độ tuổi quanh mãn kinh là tự dưng có gia tăng đột ngột về khối u, rồi trên siêu âm ấy là những khối đặc âm đặc phản âm không đồng nhất kèm với lại tăng sinh mạch mức độ trung bình trở lên. Đấy. Thì chúng ta phải để ý rằng là liệu có những tình trạng mà ung thư của cơ tử cung hay không. Một cái bệnh cảnh nữa đôi khi cũng có thể bị lẫn, đấy là gì ạ, ung thư niêm mạc tử cung, bởi vì nó cũng gây xuất huyết bất thường, gây đau vân vân. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái cận lâm sàng như là siêu âm và chụp CT hoặc MRI để đánh giá độ xâm lấn của ung thư niêm mạc tử cung, nhưng mà nó yêu cầu những cái bác sĩ lâm sàng hoặc là chẩn đoán hình ảnh có kinh nghiệm để đánh giá để mà hướng tới. Còn thì chúng ta cũng vẫn phải dạ nội soi buồng tử cung, soi niêm mạc tử cung, đại buồng niêm mạc tử cung để mà sinh thiết niêm mạc tử cung này để mọi người giải phẫu bệnh chẩn đoán phân biệt rõ ràng. Một số các trường hợp khác là các khối u trong vùng chậu mà liên đới đến các khối u ngoại khoa như là mạc treo, là khối u ruột, khối u trực tràng vân, thì chúng ta cũng dựa trên các cái thăm khám thực thể, các cái triệu chứng cơ năng nó sẽ có liên quan đến tiêu hóa chẳng hạn như vậy. Đấy, hoặc khối u bằng quang sẽ liên quan đến tiết niệu chẳng hạn, và các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ, chụp các cái CT hay là MRI để chúng ta phân biệt các khối u này, thì đấy là những cái chẩn đoán phân biệt. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái tiến triển và biến chứng. Thì đối với lại các cái tiến triển và biến chứng của u xơ tử cung hay là gọi hay còn gọi là u xơ cơ tử cung, thì chúng ta phải quan tâm đến rất là nhiều vấn đề. Và đặc biệt ở đây chúng ta nói giống như cái đầu bài chúng ta đã nhắc rồi là gì ạ, nó đặc biệt quan trọng cho những cái khả năng sinh sản hiếm muộn vô sinh, rồi là trong thai kỳ
Ngoài ra thì có thể là chúng ta sẽ thấy nó tiến triển song hành với việc là thiếu máu, nhiễm khuẩn tiết niệu, có ung thư, thoái hóa ung thư không, có xoắn khối u hay không, vân vân. Đây là những cái tiến triển mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Để nói rõ hơn, để mà biết được thì chúng ta sẽ đi vào từ những cái biến chứng quan trọng nhất hay gặp nhất. Bởi vì người ta thấy rằng là có những cái biến chứng thì người ta mới xử trí, hoặc có liên quan đến sinh nghiệm muộn, thai nghén thì người ta mới xử trí cho được. Nếu còn nếu mà nó song hành của chúng ta, nó cùng sống với chúng ta, nó không gây những cái triệu chứng bất thường hoặc không có cái gì nữa, như là đẻ thêm con vân, thì người ta sẽ không xử trí nó đấy. Nhưng mà nếu như mà nó có các cái biến chứng cũng như các cái nhu cầu nguyện vọng thêm của bệnh nhân thì người chúng ta mới xử trí sơ cứu. Các cái biến chứng đầu tiên là gì ạ? Các cái xuất huyết tử cung bất thường. Các xuất huyết tử cung bất thường thì hay gặp nhất, và thường là do gì ạ? Do cái khối u nó ảnh hưởng đến buồng tử cung, làm biến dạng buồng tử cung. Tức là các bạn sẽ thấy là phân loại từ L0 cho đến L2 của phi vô. Và chúng ta sẽ phải đánh giá các mức độ xuất huyết xem là gì ạ? Thường người ta thấy rằng mức độ xuất huyết nó sẽ phụ thuộc vào vị trí hơn là kích thước khối u. Điều đấy có nghĩa là gì ạ? Nếu mà các bạn thấy nó chạm vào niêm mạc, dưới niêm mạc hoặc đẩy lồi niêm mạc, hoặc là gì ạ, nằm hoàn toàn trong buồng niêm mạc cung, thì nó sẽ có cái nguy cơ gây xuất huyết lớn hơn là những cái vị trí khác, kể cả nó rất là nhỏ. Đấy, cho nên là gì ạ, vị trí thì sẽ quan trọng hơn là kích thước. U sơ tử cung dưới niêm mạc có thể điều trị bằng phẫu thuật soi buồng tử cung đấy, với cái nhóm từ L0 cho đến L2, hoặc là điều trị nội bằng cái thuốc điều hòa cơ thể progesterone chọn lọc, hay là thuốc ngừa thai, thuốc đồng vận GnRH, các cái đặt vòng tránh thai có nội tiết levonorgestrel, hoặc là sử dụng các cái điều trị bằng các cái acid transnesamic đối với những cái nhóm từ L2 đến L3 để giảm các cái triệu chứng xuất huyết này. Cái biến chứng tiếp theo là biến chứng về chèn ép. U sơ tử cung to thì có thể gây chèn ép cái tạng trong khung chậu. Đấy. Chèn ép hệ tiết niệu thì vào niệu quản thì có thể gây gì ạ? Gây ủ nước, và bằng quang thì gây rối loạn tiểu tiện. Đấy. Rồi là chèn ép tiêu hóa thì vào trực tràng thì sẽ gì ạ? Chèn ép vào trực tràng gây táo bón. Ngoài ra như chúng ta nói ở trên là chèn ép tĩnh mạch khung chậu có thể gây ứ máu dẫn đến thuyên tắc mạch. Đấy. Rồi là thuyên tắc mạch phổi. Đấy, huyết khối tĩnh mạch sâu vân vân ở vùng chi dưới hoặc ở vùng chậu. Và đối với những cái trường hợp mà liên quan đến tuổi tiền mãn kinh ấy, quanh cái thời kỳ mãn kinh ấy, thì nó cũng gia tăng đặc biệt đến cái thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Tiếp theo là cái biến chứng về đau. Biến chứng về đau thì ít gặp nhưng mà không hiếm, ít gặp hơn các cái kia thôi, nhưng nó cũng không hiếm. Và các bạn thấy rằng là gì ạ? Đau do chèn ép thì đã đành, nhưng mà đau ở đây mà không phải do chèn ép thì thường là đau do gì ạ? Do thoái hóa, và đau do có những cái cuống xoắn hoặc là kết hợp cùng với lại cái bệnh tuyến cơ tử cung hoặc là lạc nội mạc tử cung, thì hai cái bệnh lý sau này nó gây đau rất là gây đau hơn nhiều so với những sơ cứng thông thường, sơ cơ tử cung. Và cái biến chứng đau thì cũng có thể là do những cái đáp ứng điều trị nội khoa không được, và trong trường hợp đấy thì chúng ta phải điều trị can thiệp ngoại khoa. Biến chứng tiếp theo là biến chứng thoái hóa, chúng ta vừa nhắc ở trên. Có thể là thoái hóa kính hay gặp nhất, chiếm đến 60%. Cũng có thể là thoái hóa nang, chiếm khoảng 4%, và thường tiếp diễn sau khi mà thoái hóa kính. Ngoài ra nó cũng có thể là hoại sinh vô khuẩn, đặc biệt trong khi mang thai cũng khá là hay gặp. U sơ tử cung trong thai kỳ mà hoại sinh vô khuẩn khoảng 8%, trong khi mà trên cái nền sơ tử cung nói chung thì nó chiếm khoảng 3%, riêng ở trong thai kỳ khoảng 4%. Và trường hợp thoái hóa ác tính thì rất là hiếm gặp, và chúng tôi thấy rằng là người ta thống kê rằng có khoảng 0,2% trong mọi cái loại u sơ tử cung. Và trên lâm sàng các bạn cần phải chú ý thế nào để mà phát hiện được thoái hóa ác tính, là chúng ta phải chú ý đến những cái u sơ tử cung phát triển nhanh hoặc xuất hiện quanh tuổi mãn kinh, có các cái triệu chứng đau và xuất huyết bất thường. Và khi các bạn phẫu thuật thì thấy rằng là gì ạ, cái khối u nó cũng khá là đặc biệt, cái mặt cắt thì nó màu vàng hoặc nâu, cái khối u nó to mềm và không chắc như những u sơ cơ thông thường, và nó có các cái đốm xuất huyết hay là hoại tử,
Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ nghi ngờ thoái hóa ác tính và chúng ta cần phải chẩn đoán xác định dựa trên gì ạ? Giải phẫu bệnh. Bây giờ chúng ta nói kỹ hơn một chút, cũng là cái nội dung mà chúng ta được nhấn mạnh, đấy là gì ạ? U sử cung và thai nghén. Thì ta thấy rằng là u sử cung và thai nghén có thể gây nên cái tình trạng vô sinh hiếm muộn. Nhưng tuy nhiên rằng là gì ạ? U sử tử cung đơn thuần thì không phải là nguyên nhân tuyệt đối gây vô sinh hiếm muộn. Bởi vì vẫn có những trường hợp chúng tôi thấy rằng có khả năng có thai cùng với u sử tử cung mà không cần can thiệp gì. Nhưng người ta chú ý rằng u sử tử cung dưới niêm mạc từ L0 cho đến L2 thì sẽ làm giảm khả năng có thai. Các cái nhóm khác cũng có thể gây làm giảm khả năng có thai, nhưng mà đặc biệt cái nhóm mà chúng ta nói là phim vô từ L0 cho đến L2 thì nó giảm khả năng có thai, bởi vì các cái khối đó nó choán chỗ vùng niêm mạc, nó gây biến dạng vùng niêm mạc của cung, nó gây xuất huyết làm cho cung không làm tổ được, vân vân và vân vân, và nó làm tăng cơ sở thai nếu như mà có thai được, bởi vì nó cũng chiếm trọng, cũng là các cái cơ chế nói trên. Và các u sơ tử cung cái nhóm mà từ L0 đến L2 thì cần được xử trí bằng phẫu thuật soi vùng tử cung nếu thực sự người ta không thể có thai tự nhiên được và người ta có tiền sử sẩy thai hoặc sẩy thai liên tiếp. U sơ tử cung trong cơ thì có thể ảnh hưởng không rõ ràng, đấy là các cái nhóm mà còn lại từ L2 đến L5, nhưng mà nếu mà gây biến dạng lòng tử cung thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai cũng như là làm tăng nguy cơ sẩy thai và sẩy thai liên tiếp. U sơ tử cung thì có thể gây vô sinh như chúng tôi nói ở trên. Ngoài ra thì dạ, bởi vì là dạ, các bạn sẽ thấy là nếu nó ở những vị trí đặc biệt, ví dụ như là ở cổ tử cung chẳng hạn, thì đấy là một cái dạng dạ, gây khó khăn cho cái việc thụ thai. Đấy, rồi là nằm trong buồng tử cung hoặc là đụng buồng cung lên thì nó sẽ làm cho thai không thể làm tổ được, thì nó cũng gây vô sinh. Ngoài ra thì đối với thai kỳ sớm thì nó có thể gây sẩy thai và chảy máu cùng với lại thai kỳ. Đối với những thai kỳ muộn thì người ta thấy nó rõ ràng hơn một chút, vì nó có thể gây sinh non và uống vữa non trên 2 tháng. Rồi là gì ạ? Uống vữa non trên 2 tháng. Rau bong non, rau tiền đạo, do cái khối u sơ nó chiếm vị trí cho nên rau phải tìm chỗ khác. Thì một khi nó đã ở thân tử cung rồi thì đánh rau buộc phải tìm một cái chỗ, có thể là lên cao ở đáy tử cung không sao, nhưng mà nếu xuống thấp thì sẽ gây rau tiền đạo, rồi là gì ạ, nó sẽ làm rau bong non, rồi nó làm cản trở cái tuần hoàn nuôi dưỡng thai giữa mẹ và thai, bởi vì nó chiếm chỗ trong lớp cung tử cung thì nó sẽ làm cho thai chậm phát triển trong tử cung và gián tiếp dẫn đến thai chết lưu. Rồi các cái vị trí bất thường của nó cũng sẽ gây ngôi thai bất thường, và từ đó thì sẽ gây cái đẻ khó. Rồi cũng có thể là gì ạ, có cái u sơ cơ tử cung như thế thì nó làm rối loạn các cái cơn co tử cung và làm chuyển dạ kéo dài, khó khăn cho chuyển dạ. Và người ta thấy rằng là gì ạ, không nên bóc nhân sơ thường khi trong khi mổ lấy thai. Và nếu thực sự mà các bạn thấy rằng là gì ạ, có thể xử lý được u sơ tử cung khi mà mổ lấy thai thì cần phải đánh giá kỹ về mặt số lượng, vị trí, kích thước, khả năng mất máu, cái lợi ích của nguy cơ cũng như là lựa chọn của bệnh nhân. Có người ta không muốn mổ hay sao, có người người ta muốn xử lý luôn đó. Và cái trình độ kỹ thuật thì cũng như là kinh nghiệm của phẫu thuật viên cũng phải được tính đến khi mà chúng ta có quyết định bóc nhân sơ trong khi mổ lấy thai hay không. Bây giờ chúng ta sang cái phần điều trị. Ở điều trị thì chúng ta thấy rằng là dạ, phần lớn u sơ tử cung thì không có triệu chứng lâm sàng, không cần đến điều trị. Và đến tuổi mãn kinh nó không phát triển nữa, không gây các cái triệu chứng cơ năng nữa, thì coi như chúng ta chung sống hòa bình cho nó, với nó cho đến chết. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp nó gây biến chứng và không cứ nó lẫn, nó kèm theo các cái bệnh lý vô sinh hiếm muộn, nhiều các yếu tố khác khiến người ta phải xử lý u sơ tử cung. Thì người ta xử trí u sơ tử cung thì có thể bằng biện pháp theo dõi, cũng có thể là điều trị nội khoa hoặc là phẫu thuật. Và xu hướng hiện nay là giảm bớt chỉ định phẫu thuật cắt tử cung, kể cả bóc nhân sơ, tức là phẫu thuật ngoại khoa, bởi vì người ta phát triển rất nhiều loại thuốc nội tiết giúp điều trị nội khoa khá là hiệu quả. Và một cái xu hướng chung là gì ạ? Trên nhiều bệnh lý khác nhau bây giờ cũng vậy, người ta cũng cố gắng để, xin lỗi các bạn, đây tôi đánh sai là không phải là cá nhân hóa mà là cá thể hóa điều trị. Đấy, thì người ta để một cá thể hóa điều trị thì các bạn phải căn cứ vào các cái triệu chứng cơ năng lâm sàng, tự lâm sàng, nhất được là kích thước và vị trí của khối u, tính đến tuổi của bệnh nhân, nguyện vọng của bệnh nhân, đặc biệt là các nguyện vọng liên quan đến sinh sản,
rồi là điều kiện của cơ sở y tế và bác sĩ để chúng ta có thể chọn lựa biện pháp điều trị cho thỏa đáng. Ở các cái cơ sở công chưa có chỉ định can thiệp nội ngoại khoa thì theo đồng thuận của Hiệp hội Sản phụ khoa Thế giới, người ta thấy rằng là đối với những cơ sở cũng không có triệu chứng và người bệnh không có nhu cầu mang thai thì không cần điều trị. Tuy nhiên các bạn lưu ý một chút là vẫn cần phải được tiếp cận, được theo dõi để dự phòng các biến chứng có thể xảy ra, đặc biệt là biến chứng thoái hóa ung thư ác tính, mặc dù nó rất là hiếm. Những cái u sơ tử cung mà theo dõi ấy, u sơ tử cung mà không triệu chứng ấy, thì có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là nó có những nhóm u sơ tử cung ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, ở những phụ nữ mà quanh cái độ tuổi mãn kinh, hoặc là những phụ nữ mà có điều trị không nội tiết. Vậy thì chúng ta theo dõi thế nào? Ở cái nhóm mà gì ạ, phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản thì chúng ta sẽ theo dõi sự phát triển của khối u bằng siêu âm mỗi 6 tháng đến 1 năm, ít nhất ấy, là 1 lần, tùy vị trí, tùy kích thước khối u. Chúng ta theo dõi sự xuất hiện các triệu chứng liên quan đến các biến chứng, khai thác tiền sử, thăm khám lâm sàng mỗi 6 tháng đến 1 năm 1 lần. Còn u sơ tử cung thì ở người phụ nữ mãn kinh thì sao? Chúng ta thấy rằng là gì ạ, u sơ tử cung ở người phụ nữ mãn kinh sẽ giảm kích thước một cách đáng kể đối với những kích thước nhỏ, thậm chí là các bạn có thể thấy nhưng mà chúng ta siêu mình không thấy nữa. Và trong những trường hợp này thì thận trọng nhất, tối ưu nhất thì vẫn là theo dõi và chưa cần can thiệp bằng các biện pháp khác. Và chúng ta sẽ phải theo dõi về kích thước, tính chất của khối u qua siêu mỗi 3-6 tháng 1 lần, không quên xem xét các cái triệu chứng đặc biệt để mà nguy cơ của ác tính hóa, ví dụ như là tăng nhanh kích thước, các cái hình ảnh hoại tử trong lòng khối u liên quan đến thoái hóa ác tính, nó sẽ có các cái triệu chứng như các cái khối hỗn hợp âm hoặc là hoại tử dạng nước vân vân, mà khi mà chúng ta siêu âm hoặc chúng ta chụp chiếu CT hoặc CT scanner hoặc là MRI. Thế còn u sơ tử cung ở người phụ nữ mãn kinh có điều trị nội tiết thay thế thì sao? Đấy, những người phụ nữ mà người ta có chế độ điều trị đặc biệt và sử dụng nội tiết thay thế thì có thể sẽ không làm giảm kích thước và xuất hiện thêm một số triệu chứng liên quan đến u sơ tử cung, bởi vì lúc này người ta đang sử dụng gì ạ? Người ta đang sử dụng các cái thuốc nội tiết, và các cái thuốc nội tiết này nó có thể ảnh hưởng đến việc khối u sơ tử cung. Nếu có xuất huyết âm đạo thì trong trường hợp này cần xem xét và theo dõi sát khả năng ác tính hóa, vì người ta đang không có triệu chứng gì, người ta có cái bất thường thì chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta phải siêu âm để đo về dày niêm mạc tử cung, và khi chúng ta có nghi ngờ chúng ta sẽ nạo sinh thiết khi mà cái niêm mạc nó dày. Đối với các cái điều trị đấy là theo dõi. Thế thì nếu không theo dõi được, có nghi ngờ như thế nào đấy thì chúng ta phải điều trị thì nội khoa hoặc là điều trị gì ạ? Ngoại khoa. Điều trị nội khoa trong trường hợp nào? Điều trị nội khoa khi mà u sơ tử cung có biến chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của người phụ nữ. Khi mà người phụ nữ người ta muốn bảo tồn tử cung, người ta không muốn phẫu thuật. Và những cái trường hợp điều trị nội khoa thì cũng giúp làm giảm tạm thời những triệu chứng khó chịu do u sơ tử cung gây nên, tránh những cái biến chứng liên quan đến phẫu thuật. Và nhắc lại một lần nữa là gì ạ? Người ta có xu hướng cá thể hóa điều trị dựa trên các triệu chứng của bệnh nhân, dựa trên kích thước vị trí khối u, dựa trên tuổi của bệnh nhân, các nhu cầu mang thai và nguyện vọng có bảo tồn hay không bảo tồn tử cung của bệnh nhân. Và người ta cũng phải tính đến là tác dụng phụ có thể có được tùy từng cái loại thuốc điều trị nội khoa, cũng như là cái điều kiện của cơ sở y tế và bác sĩ mà cho điều trị. Chỉ định của phương pháp điều trị nội khoa là gì ạ? Những cái trường hợp u sơ tử cung gây rong kinh rong huyết nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân, hoặc là những trường hợp không gây chèn ép trong lòng tử cung, đấy, chưa gây vô sinh hoặc xảy thai liên tiếp, hoặc những trường hợp không gây chèn ép hiệu quả, tức là các triệu chứng liên quan đến tiết niệu hay là thận ứ nước, tắc nghẽn thận làm cho suy thận mạn, đấy, hoặc là cũng không gây chèn ép đến trực tràng quá mức làm cho người ta không đi đại tiện được, người đấy thì rất là hiếm. Hoặc là trong những trường hợp mà chuẩn bị trước phẫu thuật thì người ta cũng có thể sử dụng biện pháp điều trị nội khoa để làm giảm kích thước của khối u và cải thiện tình trạng huyết học, đặc biệt là tình trạng thiếu máu. Ở đây các nhóm thuốc điều trị là gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng các cái steroid sinh dục, ví dụ như là thuốc viên tránh thai kết hợp đường uống, thuốc điều hòa chọn lọc cụ thể progesterone, dụng cụ tử cung phóng thích chậm nội tiết levonorgestrel, người ta viết tắt là MNGEUS, tức là levonorgestrel, là dụng cụ đặt trong vùng tử cung.
ngoài ra thì có các cái chất đồng vận GnRH và các cái chất điều hòa chọn lọc cụ thể của progesterone, estrogen, ví dụ như là mifepristone hoặc là UPA, ulipristone acetate. Và người ta cũng khuyến khích là dùng các cái tranexamic acid, tức là trên thị trường các cái gọi là các cái thuốc thongamine đấy ạ. Chúng ta đi qua nhanh cái này, cái này sẽ là hơi kỹ đối với các bạn E4, nhưng mà các bạn cũng có thể hiểu được tổng quát là gì ạ? Các cái tranexamic acid chính là các chất chống lại giải fibrin, nó sẽ làm giảm lượng máu cung kể cả khi có u sơ tử cung. Đấy, tức là chúng ta điều trị cả triệu chứng và người ta sử dụng trên các bệnh nhân cường kinh, giúp kiểm soát chảy máu trong phẫu thuật. Nhưng mà cũng có những cái chống chỉ định đối với những bệnh nhân mà có bệnh lý gọi là đông máu bẩm sinh hoặc là có tiền can huyết khối suy thận hay là quá mẫn với thành phần của thuốc, có thể là dùng đường uống hoặc đường tiêm từ cái liều mà dạ maximum là 750mg đến 2000mg một ngày. Đấy. Và những cái trường hợp xuất huyết quá mức trong phẫu thuật và sau phẫu thuật thì thậm chí có thể chuyển tĩnh mạch tối đa là 2500mg pha trong 500ml glucose 5%, thì đấy là cái mà bạn sử dụng được. Còn thuốc viên tránh thai kết hợp là một cái loại thuốc nội khoa thứ hai chúng ta có thể sử dụng được. Trước đây ở thời chúng tôi là nội trú thì người ta không cho dùng cái này, người ta sợ rằng có estrogen. Viên tránh thai kết hợp tức là có estrogen phối hợp với progesterone, cho nên người ta không cho dùng, người ta sợ rằng là sẽ làm gia tăng tình trạng estrogen, làm gia tăng tình trạng u sơ. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng sự hài hòa của nội tiết trong cơ thể người phụ nữ ở trong viên thuốc tránh thai kết hợp thì sẽ giúp cho giảm các cái triệu chứng cũng như là diện có tác dụng trên những người u sơ tử cung. Và nó có điều trị xuất huyết tử cung nặng liên quan đến u sơ tử cung thì thường sẽ sử dụng các cái thuốc này sau một cái đợt điều trị xuất huyết cấp thì bắt đầu sẽ cho uống các viên thuốc tránh thai kết hợp. Và nó có chống chỉ định trên những người mà có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, béo phì, tăng huyết áp, hút thuốc do liên đới đến các nội tiết estrogen. Rồi là gì ạ? Các nguy cơ có thể gặp mà thấp thôi, ví dụ những người ung thư vú, người máu cơ tim, đột quỵ cũng là những cái mà thuốc viên tránh thai kết hợp có thể gây các nguy cơ đó, cho nên chúng ta phải cân nhắc đối tượng này. Và khi mà dùng các viên thuốc nội tiết tránh thai kết hợp này thì có thể có các tác dụng khác, ví dụ như là đau đầu, buồn nôn, căng ngực, là những cái chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân trước. Một cái biện pháp nữa là sử dụng dụng cụ tử cung chứa nội tiết Novonorgestrel đặt trong buồng tử cung, mà người ta khuyến cáo là sử dụng trong những trường hợp mà có cường kinh kèm u sơ tử cung. Đấy, nó có thể cải thiện cái nồng độ hemoglobin, giảm triệu chứng xuất huyết. Và chúng ta nhớ rằng là nếu chúng ta chưa rõ được nguyên nhân thì xuất huyết và tâm đạm chưa rõ nguyên nhân thì các bạn đừng có vội kê cái thuốc này, mà chúng ta đánh giá rõ ràng là có phải là bệnh lý u sơ tử cung hay không thì chúng ta hãy sử dụng cái biện pháp này nhé. Và người ta thấy rằng là gì ạ, nếu mà có các cái khối u thực thể trong buồng tử cung ở L0 cho đến L2 thì ta phải soi buồng tử cung để cắt các cái khối u này. Và nếu có các cái bệnh lý mà những viêm nhiễm đường sinh dục thì chúng ta phải điều trị các bệnh lý này xong rồi chúng ta mới được đặt các cái dụng cụ tử cung chứa nội tiết này vào. Còn cơ chế của nó thì thực chất là cũng làm giảm đáng kể cái xuất huyết do giảm cân bằng nội bào tử cung, tăng cường chết tế bào theo chương trình. Và đôi khi các bạn sẽ phải tư vấn rằng là người ta có thể giảm số lượng máu kinh trong 4 tháng đầu tiên và thậm chí là gây vô kinh trong vòng 2 năm đầu, thì cũng chính là cái mong muốn chúng ta điều trị xuất huyết tử cung. Nhưng mà đôi khi là bất kinh luôn thì người ta sẽ sợ, chúng ta phải giải thích. Và người ta thấy rằng là cái biện pháp này một trong biện pháp cũng được ưa chuộng hiện nay vì nó cải thiện chất lượng sống, tăng mức độ hài lòng của bệnh nhân và nó duy trì quá trình điều trị cũng như là giảm các cái chỉ định phẫu thuật. Đấy. Tuy nhiên là cũng có một số các cái khó khăn, đặc biệt trong trường hợp ung thư tử cung to dưới niêm mạc hoặc đầy hoặc trong cơ đầy lồi vùng tử cung thì chúng ta sẽ có nguy cơ là rơi mất cái dụng cụ này ra. Và người ta cũng có thể là cho ngoài cái việc là dụng cụ tử cung mà chứa nội tiết đặt trong vùng tử cung thì người ta cũng có thể là cấy cái que cấy có nội tiết dưới da, cũng làm giúp các trường hợp mà ung thư tử cung.
Một cái biện pháp nữa là biện pháp sử dụng các cái chất đồng vận GnRH, thì người ta khuyến cáo rằng nó có thể làm giảm kích thước khối u và có thể sử dụng trước phẫu thuật từ 1 đến 3 tháng để làm giảm cái lượng máu mất và có thể tiến hành phẫu thuật dễ dàng hơn. Và trước khi mà phẫu thuật khoảng 2 tuần thì chúng ta nên ngưng thuốc. Tuy nhiên là gì ạ? Sử dụng cái thuốc này nó sẽ gây ra các cái triệu chứng của mãn kinh, ví dụ như là bốc hỏa, viêm teo âm đạo, giảm độ xương. Cho nên chúng ta không được chỉ định dài hạn, và chúng ta gì ạ? Chỉ cải thiện chưa mổ trong tình trạng ngắn hạn thôi. Và khi mà chúng ta ngưng thuốc thì rất có thể nó sẽ tái phát nhanh chóng với tình trạng sử dụng. Ngoài ra thì gần đây người ta đưa ra một số các cái thuốc của điều hòa chọn lọc thể progesterone, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, những cái thuốc này còn đang trong các cái nghiên cứu, mặc dù được khuyến khích và khuyến cáo rất nhiều. Đấy, chúng ta cũng nhắc đến để các bạn biết thôi, ví dụ như là mifepristone hoặc là ubiquristone acetate, thì cũng là những cái mà chúng ta có thể sử dụng được để điều trị ung thư thực quản. Cuối cùng chúng ta nói đến phẫu thuật. Thì phẫu thuật là khi gì ạ? Không thể theo dõi được và điều trị nội khoa thất bại. Đấy, hoặc là có những chỉ định không thể sử dụng được cái phương pháp điều trị nội khoa. Đấy, đặc biệt là trong những trường hợp vô sinh hiếm muộn mà có phân loại từ L0 cho đến L2, bắt buộc các bạn phải phẫu thuật để mà giải phóng cái buồng tử cung để làm có thể tiến hành có thai được. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Nếu mà liên quan đến trường hợp ung thư cung quá to, kích thước có thể tương đương với trên 3 tháng. Đấy, và nó có các cái triệu chứng lâm sàng, rồi là xuất huyết tử cung bất thường điều trị nó thất bại, rồi các cái u sơ tử cung dưới niêm mạc do huyết như tôi vừa nói, hoặc có cái biến chứng chèn ép bằng quang niệu quản trực tràng, hoặc là các trường hợp hoại tử nhiễm trùng và điều trị nội thất bại. Những cái trường hợp u sơ tử cung to nhanh nhất là sau mãn kinh, đặc biệt chúng ta nghĩ đến những trường hợp mãn tính hoặc là gì ạ, tình trạng ung thư, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái phẫu thuật. Và những cái chỉ định khác, ví dụ như là kết hợp với các bệnh lý ung thư cổ tử cung, ung thư niêm mạc tử cung, tăng sinh niêm mạc tử cung không điển hình, hoặc và thậm chí là ung thư cung phối hợp với xa sinh dục, vân vân. Trong những trường hợp vô sinh xảy thai liên tiếp thì bắt buộc các bạn phải tìm hiểu, và nếu nó có nguyên nhân tại ung thư tử cung thì chúng ta phải xử lý. Và đối với những cái trường hợp của khối u vùng phạm vị mà chúng ta không phân định được rõ ràng, đôi khi chúng ta phải mổ thăm dò. Đấy, thì chúng ta cũng phải có chỉ định phẫu thuật. Và phương pháp phẫu thuật thì có mấy cái phương pháp, nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý và nguyện vọng của bệnh nhân. Nhưng mà chúng ta có thể giải thứ nhất là bóc nguyên sơ trong những trường hợp chúng ta muốn bảo tồn tử cung, và bởi cái đường mổ mở đường nội soi u sơ tử cung ở cơ và dưới thanh mạc. Đấy, u sơ tử cung mà dạng từ L0 cho đến L1 thì chúng ta sẽ nội soi buồng tử cung. Đấy, còn dưới thanh mạc có nghĩa là gì ạ? L7 thì phẫu thuật mở bụng hoặc nội soi qua bụng để chúng ta cắt. Rồi là gì ạ? Nếu mà L2 đấy, thì nội soi cũng đôi khi thất bại. Nếu mà không lựa chọn được thì chúng ta phải chuyển bụng mở. Và những cái trường hợp ung thư tử cung mà thoái hóa xa xuống thành xa xuống trong âm đạo thì chúng ta có thể cắt qua đường âm đạo. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên những cái này thì đôi khi nó cũng rất là khó, bởi vì cái khối nó rất là to, chảy máu thì chúng ta sẽ thậm chí là chúng ta phải cắt những sơ dưới âm đạo, nhưng mà chúng ta vẫn phải cắt cung đường trên. Rồi chúng ta gì ạ? Nếu chúng ta bóc lên sơ không được thì chúng ta phải cắt tử cung, thì có thể là gì ạ? Cắt cung bán phần hoặc cắt tử cung toàn phần. Cắt tử cung toàn phần tức là triệt để luôn, lại chúng ta không còn để lại bất kỳ cái tổ chức cơ cung nào hết. Đấy. Thì những cái trường hợp mà xuất huyết tử cung có liên quan đến u sơ tử cung và thất bại trong các phương pháp điều trị nội khoa trước đó, khi người phụ nữ không còn có ý định sinh sản và có các bệnh lý đấy, mà đồng thời là có thể điều trị hết khi cắt tử cung kèm những cái khác, rồi là những cái người có triệu chứng mà lâm sàng rất là nặng, người ta đã đủ con rồi, người ta chỉ muốn điều trị triệt để, người ta không có điều kiện, không mong muốn theo dõi hay là điều trị nội khoa, vì đôi khi điều trị nội khoa cũng tốn kém, thì người ta muốn điều trị triệt để thì chúng ta cũng có cái chỉ định cắt khối toàn phần. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy đây là một cái hình ảnh là gì ạ? Có những cái khối u sơ cung nó to như này, to hơn cả như là người ta mang thai, lên đến tận dưới hoành luôn. Đấy, có thậm chí nó chèn ép cả dạ dày như này. Và cắt cung
xin lỗi các bạn đây, chúng tôi đang bị mất cái slide là cắt cung bán phần. Thì thực ra cắt cung bán phần cũng vẫn là để giải quyết các khối u sơ cung, thân tử cung, chứ không phải là nằm ở cổ cung hoặc không nằm ở đoạn thấp, đoạn dưới eo của tử cung mà gây khó khăn trong quá trình cắt bán phần. Thì chúng ta vẫn có thể cắt bán phần được nếu như người ta phụ nữ trẻ người ta có nguyện vọng giữ lại cái cổ tử cung. Nhưng chúng ta phải khuyến cáo rằng là khi chúng ta giữ lại thì nó sẽ có nguy cơ của ung thư cổ tử cung mà người ta vẫn phải theo dõi đối với lại các cái khám phụ khoa theo dõi tình trạng của cung sau khi mà phẫu thuật. Một cái phương pháp nữa là người ta sẽ sử dụng là thuyên tắc chọn lọc động mạch tử cung, tức là những cái xâm nhập tối thiểu. Đấy, chúng ta không mổ cắt nhưng mà chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm tắc cái động mạch nuôi dưỡng cái u sơ của cung đó thì để cho gì ạ? Không còn gây triệu chứng gì nữa. Thế và người ta sẽ chỉ định trong những trường hợp mà gì ạ? Có chẩn đoán u sơ của cung đấy, mà gì ạ? Siêu âm mà gì ạ? Tối đa chỉ được 3 nhân sơ thôi và tử cung gì ạ? Có thể là gì ạ? Người ta muốn giữ lại tử cung, người ta từ chối phẫu thuật, hoặc là người ta đã nhiều lần phẫu thuật bóc nhân sơ mà nó vẫn tái phát và người ta không có các cái chỉ định về gây mê toàn thân nhá. Xin lỗi các bạn, chúng ta xóa cái dòng đầu tiên này đi giúp hộ. Và những cái trường hợp mà gì ạ, người ta khuyến cáo là một cái u sơ cung vừa, kích thước vừa phải thôi chứ không phải là quá to. Nếu quá to bắt buộc chúng ta sẽ phải mổ. Và những cái trường hợp mà chống chỉ định đối với thuyên tắc cái động mạch của cung thì là gì ạ? Những trường hợp mà u sơ cung gì ạ? Có khối dưới niêm mạc là của mạch tử cung tiến triển, tiền căn thất động mạch hạ vị rồi, có dối loạn đông máu, có các bệnh lý nội khoa cần điều trị trước, có nghi ngờ có bệnh lý ác tính hoặc là thậm chí nó còn có ý định có thai thì thực chất có những cái chống chỉ định tương đối và tuyệt đối, nhưng mà chúng ta sẽ phải rất là cân nhắc. Cách đây độ khoảng từ 5 cho đến 8 năm thì đến 10 năm thì là cái việc mà gây thuyên tắc động mạch tử cung ấy thì gọi là chúng tôi nói vui là rất là mốt. Nhưng mà bây giờ thì người ta đã có những cái số liệu nhất định và không phải trường hợp nào người ta cũng chỉ định để mà chúng ta sử dụng cái biện pháp này để điều trị u sơ tử cung. Đây ví dụ các bạn nhìn đây là một cái cách thức mà người ta sẽ đưa cái catheter vào động mạch đùi và đưa lên để tìm cái động mạch tử cung, tìm những cái nhánh nuôi dưỡng khối u đó, để mà người ta tiêm các cái chất vào để gây tắc mạch, gây cái động mạch tử cung hay là động mạch xoắn như vậy. Thì đấy là một cách thức để chúng ta gây thuyên tắc động mạch. Còn một số các biện pháp khác bây giờ ta đang phát triển, ví dụ như là dùng cái điều trị nhiệt rồi là điều trị siêu âm, sóng siêu âm vân vân để mà phá vỡ cái khối u, để mà không phải phẫu thuật, không để lại sẹo, không tổn thương, không gây mê, không cần phải làm việc điều trị. Thì thực ra tất cả những cái này có bạn đã học chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thực chất là chúng sẽ chưa có một câu trả lời nào rõ ràng. Các bạn không có những cái nghiên cứu đủ để mà tin tưởng để chúng ta sử dụng cái biện pháp này như một cái biện pháp kinh điển và điều trị u sơ cung, tất cả còn đang trên cái đường để nghiên cứu. Đây người ta sử dụng một cái ống để đặt bệnh nhân vào trong, người ta sử dụng các sóng siêu âm để người ta phá vỡ các cái khối u này, thì tất cả đang là còn đang gây tranh cãi rất là nhiều. Và cuối cùng thì chúng ta phải nói đến là gì ạ? Dự phòng đối với các trường hợp u sơ cung thì các bạn cần phải gì ạ? Tập thể dục thường xuyên, quản lý cân nặng, rồi là người ta thấy rằng là các cái chế độ ăn uống người ta đặt ra là những cái trà xanh, cái chiết xuất trà xanh liệu có tốt không, hoặc là các cái chế độ ăn uống khác liên quan đến sự phát triển khối u, hoặc là nhận biết các cái triệu chứng lâm sàng của sự cung để mà có thể thay đổi trước, thì tất cả những dự phòng này thì cũng chỉ là thêm vào thôi. Chứ còn rất nhiều bạn đặt câu hỏi của chúng tôi là có thể làm giảm được hay không, thì xin thưa rằng là gì ạ? Chúng tôi cũng không có các cái nghiên cứu đủ cơ sở, đủ tin cậy để mà nói với các bạn rằng là dự phòng để có thể làm giảm cái đó được, thì không có đâu. Mà chúng ta chúng ta chỉ biết rằng là cơ chế bệnh sinh còn chưa rõ ràng, nên chúng ta cũng chưa thể nói rằng là các cái biện pháp dự phòng này là có thể giúp không phát triển, không nảy sinh ra các u sơ tử cung. Mà người ta cũng khuyến khích chúng ta rằng là chúng ta cứ thử xem như thế nào, nhưng mà để mà khẳng định rằng là nó có giúp hay không thì không thể chắc được.
thì trên đây thì là một số các cái thông tin mà liên quan đến những hồ sơ tử cung. Thì chúng tôi thấy rằng là gì ạ, một cái bài nó cũng sẽ là hơi kỹ hơn so với các bạn ý muốn, nhưng mà cũng vẫn muốn rằng là truyền tải hết đến các bạn để mà các bạn có thể hiểu được. Bây giờ các bạn có các câu hỏi gì không ạ, thì xin mời các bạn đặt câu hỏi ạ.